Thưa quý vị, vào tối ngày 5 tháng 10 tại thành phố Hồ Chí Minh, Ban tổ chức giải thưởng Asia Pacific Entrepreneurship năm 2023, APEA 2023 cũng đã công bố và trao giải cho các doanh nghiệp, doanh nhân được vinh danh tại các hạng mục của EPA. Và tại đây thì tập đoàn TNT Group cũng đã nhận được cú đúp danh hiệu doanh nghiệp xuất sắc châu Á và doanh nhân xuất sắc châu Á dành cho ông Đỗ Vinh Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc tập đoàn. Và đây là một dấu ấn vô cùng đáng tự hào của TNT Group khi ngay trong lần đầu góp mặt đã xuất sắc được vinh danh ở hai hạng mục danh giá nhất dành cho các doanh nghiệp và doanh nhân tiêu biểu. TNT Group là một trong những tập đoàn kinh tế tư nhân đa ngành hàng đầu Việt Nam, hoạt động trong 7 lĩnh vực ngành nghề cốt lõi, cũng là những lĩnh vực trọng yếu của nền kinh tế đất nước. Quy mô của TNT Group hiện lên tới 80.000 cán bộ công nhân viên với hơn 200 công ty thành viên hoạt động sôi nổi tại cả thị trường trong nước và quốc tế. Với tầm nhìn trở thành tập đoàn kinh tế đa ngành mang tầm quốc tế, TNT Group chủ trương thiết lập và phát triển mối quan hệ hợp tác chiến lược với các tập đoàn hàng đầu thế giới trong nhiều lĩnh vực, nhằm làm chủ công nghệ, nâng cao trình độ quản trị và điều hành để cùng đầu tư và phát triển các dự án tầm cỡ, các dự án công nghệ cao, góp phần tăng cường vị thế của nền kinh tế Việt Nam trên bản đồ thế giới. Và được khởi xướng từ năm 2007, APEA là giải thưởng thường niên do Enterprise Asia, tổ chức phi chính phủ hàng đầu châu Á tổ chức nhằm vinh danh những doanh nghiệp và nhà lãnh đạo xuất sắc có thành tích kinh doanh nổi bật, xây dựng doanh nghiệp thành công song song với việc tạo ra các giá trị tốt đẹp cho cộng đồng, cho xã hội. Các hạng mục được đánh giá dựa trên các tiêu chí khắt khe và những khảo sát độc lập về doanh nghiệp.